Lạy Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mừng Maria đệ con Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ ơn mọi người Đức Bà Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm kẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn dưới âm phủ. Đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bây giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm to lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng ta có Môsê và các môn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các môn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin đâu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta đang suy niệm về sứ điệp của cha của Thánh Cha Vatican, đó là tha nhân là một hồng ân. Sáng ngày chúng ta đã thấy cái khởi đầu của hồng ân, đó là ông A-dông gặp mẹ và thấy rõ ràng là một hồng ân. Thế nhưng mà rồi cái hồng ân nó chẳng được bao lâu, còn chân mật đến lúc tan vỡ và người ta có một cái tương quan lệch lạc đối với tha nhân, không còn là cái hợp nhất hiệp thông ban đầu nữa, mà không còn thành một cái trợ lực nữa, mà thành một cái trở lực. Chúng ta lại đi vào cái dụ ngôn này. Ở đây trình bày có hai nhân vật chính, rồi tất nhiên có tổ phụ Abraham, nhưng mà hai nhân vật chính đó là ông nhà giàu và Lazaro. Có những cái tình tiết rất là ly kỳ, trái ngược nhau. Hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau, một người thì quá sức giàu, một người thì quá sức nghèo. Ông nhà giàu thì có thể nói là giàu đến tuyệt đỉnh, không có chỗ nào có thể giàu hơn được nữa. Đức Thánh Cha diễn tả ông này, sự sang trọng của ông đã được nhìn thấy nơi chiếc áo choàng lộng lẫy và đắt tiền, vải màu tía thậm chí còn quý hơn vàng và bạc. Vào cái thời điểm đó không có nhiều vải như ngày nay đâu. Thời điểm đó vải rất là quý,
Còn những người nghèo thì chỉ có mặc những cái vải thô và người ta dệt bằng cây đay cái gì đó. Còn cái vải mà tức là màu thì càng không có. Thế thì cái ông này là mặc cái áo vải tía thì nó còn quý hơn vàng bạc. Và do đó được nó dành cho các thần linh, ngày xưa chỉ có các thần linh mới được mặc cái đó. Các vị vua chúa ở đấy áo đỏ, áo tím vua chúa mới được mặc đó. Rồi vải len ngụy thì được dành cho những nhân vật gần như là thánh thiên. Thế thì cái người đàn ông này đó là phô trương về sự giàu có của mình, có thể quên biểu diễn hàng ngày, ngày ngày yến tiệc linh đình. Nơi ông chúng ta có thể thoáng thấy sự băng hoại của tội lỗi tiến triển qua ba giai đoạn kế tiếp nhau: yêu mến tiền của, phù hoa và tự hào. Thế thì tham tiền, rồi phô trương và tự hào hãnh diện về cái đó. Dù ngôn sau đó cho thấy sự tham lam của người giàu làm ông ta ra hư không, tính cách của ông ta được thể hiện qua dáng vẻ bề ngoài, nơi việc khoe khoang cho người khác thấy những gì ông có thể làm. Như vẻ bề ngoài ấy chỉ che đậy một sự trống rỗng bên trong. Trong một đời mình, ông chỉ là một tù nhân cho dáng vẻ bên ngoài, cho các khía cạnh hời hợt và phù du nhất của mình, làm bị tù ngục ở trong cái ảo tưởng mới giả dối. Bậc thấp nhất của sự suy thoái đạo đức này là niềm tự hào. Đó, thế mà có một cái đời sống như vậy mà lại còn tự hào về cái điều đó thì đó chúng ta thấy đó là nó xuống cấp một cái trầm trọng. Mình làm điều xấu, điều không ra gì mà lại còn hãnh diện tự hào về cái điều đó, và chúng ta thấy đó là cái thế là nó đến một cái mức độ trầm trọng đó. Thì chúng ta thấy đó, khi người ta làm cái gì sai, người sai thì nó chỉ là một vài cái nhất thời trong cuộc đời của mình thôi, chẳng may lỡ lầm thôi, và mình bị cái sai đó thì mình ân hận suốt đời, không bao giờ thấy. Còn thằng này ấy, sai một cách công khai mà lại còn tự hào về điều đó, cái sai nó trở thành cái ngông nghênh ngạo mạn thì cái đó hết thuốc chữa. Hậu quả đối với những người bị băng hoại vì mê mải sự giàu sang, không có gì tồn tại ở ngoài cái tôi của riêng họ, chỉ biết cái tôi của mình thôi. Hậu quả của việc bo thiết với tiền bạc là một loại mù lòa. Người đàn ông giàu có thì không thấy những người nghèo, những người đang đói, đang bị thương là một cửa nhà mình. Đó, ta thấy hai cái hoàn cảnh thật là khác nhau. Thì đó là hai cảnh sống. Như thế ông này giàu giàu quá sức tưởng tượng, có thể sánh ngang với các vua chúa và các thần linh, ăn mặc những cái đồ người ta dành cho thần linh, cho vua chúa. Trong khi đó Lazaro thì lại quá sức nghèo, không có gì hết. Không có ai có thể nghèo hơn, không có nhà cửa, không có quần áo, không có thực phẩm, không có sức khỏe, chỉ còn nằm chờ chết thôi. Đây chúng ta thấy là diễn tả là ông này nằm, không còn đi nổi nữa rồi. Nếu mà đi được thì chắc là cũng cố mà đi kiếm cái gì mà ăn. Thế thì còn chỉ có nằm thôi, tức là ông này hết rồi, sắp chết đến nơi rồi. Thân đầy kẻ chốc, chẳng ai nói ở ngoài, chỉ có mấy con chó đang liếm kẻ chốc. Thì ông này bây giờ bị người ta khinh miệt, chả còn chỉ còn là bạn với mấy con chó mà thôi. Cái thân phận này ngang hàng với súc vật, thiếu thốn mọi đàng, không chỉ thiếu nhà cửa cơm mang áo mặc, thiếu cả nhân phẩm, cả lòng kính trọng, cả tình thân, cả tình người, không có ai, không có một người thân nào, thiếu hết đó. Một con người quá sức là nghèo. Thế nhưng mà rồi chúng ta thấy giàu hay nghèo thì rồi cũng chết thôi cho nên là phải có kết cục đó. Kết cục nó lại đảo ngược đó, chúng ta thấy chúng ta vừa nghe vậy thì mừng đó. Anh nghèo này chết thì được các thiên thần đưa vào lòng tổ phụ Abraham, còn ông nhà giàu chết thì bị đưa xuống âm phủ đó. Thế thì ở đây mình thấy nóng nảy khổ sở quá, nhìn thấy Lazaro đang nằm ở trong lòng tổ của Abraham, để mới xin và rồi xin cho anh Lazaro để nhúng một ngón tay vào nước và nhỏ xuống một giọt cho đỡ khác thôi. Đó, bây giờ nó trái ngược như vậy.
Nhưng mà chúng ta thấy cả hai cùng chết, đó là vấn đề đầu tiên. Đối với Lazaro, chết là một cuộc giải thoát khỏi cõi đời, khỏi con người, khỏi chính mình. Cõi đời để đau khổ quá, Lazaro không có gì để ăn, không có gì để mặc, không có nhà để ở. Đời ông gặp toàn bất hạnh, đau khổ, thiếu thốn. Chấm dứt đời này là một hạnh phúc đối với ông, nhưng chấm dứt đời này là một đau khổ đối với người giàu. Ông này có nhiều thứ quá, toàn gặp may mắn, ông khao khát được thụ cho chưa muốn chết, ông có quyền lực của cả trên cõi đời này, cho nên chết đối với ông là một dứt lìa đau đớn để luyến tiếc, còn muốn sống muốn hưởng thụ muốn chết toàn đó. Bây giờ chết rồi những cái này để cho ai thế à? Biết như vậy, Chúa chỉ cho chúng ta một thời gian, rồi cả thế gian này cũng phải kết thúc. Từ thời gian chuyển sang vĩnh cửu, từ đời này chuyển sang đời sau, kéo theo cả hàng tá hệ lụy. Đó thực sự là một cuộc đổi đời rốt ráo, trọn vẹn triệt để, không có cách nào khác. Thế thì hai cái người này cùng đổi đời đấy, chết rồi là phải đổi đời. Thế chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy nó có cái đổi đời, là bạn thấy cái trái ngược, cái mâu thuẫn giữa hạnh phúc và bất hạnh. Sống khác nhau, chết cũng khác nhau. Vì thế cuộc đổi đời của hai số phận thật là bất ngờ, thuận lợi với người này mà nghiệt ngã với người kia. Từ đỉnh cao chìm xuống vực sâu, từ địa ngục trần gian lên đến thiên đàng nước trời. Đi ngược chiều nhau như vậy. Lazaro được đưa lên trời vào trong lòng cầu của Abraham, không có gì hạnh phúc hơn. Còn người cùng khổ giờ đây được sung sướng, còn ông nhà giàu bị giam trong hỏa ngục khốn khổ đời đời. Số phận trần gian do con người quyết định chóng qua và luôn thay đổi, số phận đời sau do Thiên Chúa quyết định vĩnh cửu và không có thể đổi thay nữa. Những gì đổi thay hoàn toàn trái ngược như tổ phụ Abraham nói: con ơi, hãy nhớ là suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh, bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Đó cái gì? Hạnh phúc và bất hạnh. Ở đời này nó tương đối thôi. Ở đời này thì ai cũng nói cái ông nhà giàu thật là hạnh phúc, còn cái Lazaro thật là bất hạnh. Nhưng mà những cái đó là nó qua đi, hạnh phúc cũng qua và bất hạnh cũng qua. Nhưng mà sang đời sau thì là nó ngược hẳn lại. Lazaro mới được hạnh phúc, còn ông này bất hạnh. Nhưng mà cái này là nó ghê gớm, là nó kéo dài đời đời, không bao giờ thay đổi. Mệt. Rồi chúng ta thấy đổi đời từ thời gian sang vĩnh cửu. Những thứ trên đời này đều ở trong thời gian, chóng qua. Ông nhà giàu có tiền đường bạc bể, nhưng mà tiền bạc cao lương mỹ thì gấm vóc lộn lạc, chẳng giữ được mạng sống của ông. Trần hợp tết rồi có người ta đưa ra mấy câu là hay, bạn có nhiều tiền đó. Ông đây là cái câu nói của ông Đặng Tiểu Bình đó, ông bảo cái gì không tìm được thì có thể mua được bằng tiền, cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền, cái gì không mua được bằng nhiều tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nói tóm lại là có tiền mua được đấy, tiền. Nhưng có một người ta nói ngược lại, đó là bạn có tiền bạn có thể mua được đồng hồ, nhưng bạn không mua được thời gian. Có thể mua những đồng hồ rất tốt, nhưng mà đâu có được thời gian đâu, đâu có ai cho mình thêm thời gian. Mua hàng tá đồng hồ để trong nhà thì thời gian vẫn thế, có khi mình còn chết trước. Bạn có tiền, bạn có thể mua được thuốc men, nhưng bạn lại không mua được sức khỏe. Biết bao nhiêu người bao nhiêu thuốc mà nó cũng chết. Bạn có tiền, bạn có thể mua được thức ăn ngon, nhưng bạn không mua được mạng sống, rồi cũng chết. Nhà giàu này bao nhiêu ngày ngày yến tiệc linh đình mà vẫn chết hết. Bạn có tiền bạn có thể mua được tiện nghi mà bạn vẫn không mua được hạnh phúc. Bạn có tiền bạn mua được quà tặng tặng người yêu nhưng mà bạn cũng không mua được tình yêu. Thành ra cuối cùng cái tiền nó chỉ được cái quy phục thôi, không được những cái chính. Mua được đồng hồ nhưng mà không mua được thời gian. Mua được thuốc mà không mua được sức khỏe. Mua được đồ ăn mà không mua được mạng sống. Mua được ô tô mà không mua được sự an toàn. Thành ra chúng ta thấy nó chỉ mua được những cái phụ toàn, và những cái chính thì không mua được. Và những cái phụ thì rồi đời này qua hết. Cho những thứ đời này đều ở trong thời gian. Ai cũng bị thời gian khống chế, chẳng ai thoát được thời gian.
chẳng ai thoát được thời gian. Khi ông mất đi rồi thì tiền bạc, quần áo, thực phẩm chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mình không có mặt thì hướng tới kia còn nghĩa gì. Chúng cũng chỉ nhất thời thôi. Cho nên ngày Tết Chúa dạy chúng ta mặc số không quý hơn của ăn, thân xác không quý hơn đó, mà tại sao mà cha các con đã ban cho các con mặc sống thân thể, các con cứ lo những cái phụ thuộc đó. Thế thì cái ông này đó cũng ở trong thời gian, mà thời gian đó thì hết tiền bạc của nó cũng để nó muối mọt thì chả được giữ được. Rồi ông ấy bước vào đời sau thì ông vào đời đời và vĩnh cửu à. Thế mà rồi cứ vào đời sau thì ông lại bị khốn khổ, khốn khổ nhất là không có thời gian đó. Ông đã vào vĩnh cửu rồi, vĩnh cửu trong đau khổ thì không còn tuyệt vọng nào hơn, bởi vì mình không còn lối thoát nào nữa. Lazaro đã ở đời này đã đau khổ đến mấy rồi còn lối thoát, bởi vì thời gian chấm dứt. Nhưng mà cái ông nhà giàu này đau khổ trong nơi không còn thời gian nữa, hết rồi thì không còn thay đổi nữa, đó mới là ghê gớm. Đau khổ hơn nữa vì ông vừa qua một cuộc sống nhung lụa, không quen đau khổ, bây giờ phải chịu đau khổ gấp ngàn vạn lần. Sao sung sướng chóng qua mà đau khổ lại đeo đẳng. Còn Lazaro chịu cực khổ trên đời, thuộc tầng lớp mạt tạng trong xã hội, đủ thứ đau khổ. Như là đau khổ chóng qua chấm dứt đời sống trần gian là một niềm vui lớn đối với Lazaro. Giờ đây Lazaro bước vào nước trời không được hạnh phúc của ông gấp đôi ba lần, nếu không nói là gấp vạn lần, bởi vì ông vừa thoát cảnh đau khổ trần gian, vừa được hạnh phúc mà lại hạnh phúc là vĩnh cửu. Hạnh phúc của Lazaro không bút nào cả xiết và chặng đời nào chấm dứt nữa. Đó thì chúng ta thấy người ta đổi đời, người ta thấy nó có mâu thuẫn giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa thời gian và vĩnh cửu, đồng thời giữa hữu hạn và vô cùng. Con người từ hữu hạn có thể tiến đến vô cùng, kèm theo cuộc đời là tất cả những gì họ làm nên, đặc biệt là mối tương quan giữa họ với tha nhân. Trên trần gian ông nhà giàu đã tạo nên một cực thẳm ngăn cách ông với Lazaro. Thực ra hố ngăn cách này là hữu hạn. Ông nhà giàu có thể hoàn toàn có thể vượt qua nếu ông muốn, nhưng mà ông đã không muốn. Ở đời sau, Chúa dùng chính quả cân thước đo ông làm ra để cân đo cho ông. Có điều những gì hữu hạn ở trần gian đã trở thành vô cùng và vĩnh cửu. Ông đã tạo ra vực thẳm với Lazaro khi còn sống ở trần gian, dưới khoảng cách đó là vô cùng. Như tổ phụ Abraham nói, hiện hơn nữa giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên kia cũng không được, mà bên kia cũng muốn qua bên này cũng không được. Ông đã sai lầm trong thiết lập mối tương quan với tha nhân. Ông nghĩ là ông không cần đến tha nhân, giờ đây ông mới biết thì ông muộn rồi. Đây chúng ta thấy đó, ông nhà từ cái hữu hạn đến sang vô cùng. Thế thì, nhưng mà Chúa là chúng ta ở trần gian này đó, là nó chóng qua, nhưng mà Chúa là cho chúng ta cái chóng qua, cái cơ hội để chúng ta chuẩn bị cho cái vĩnh cửu, cho cái vô cùng. Ông nhà giàu này có cơ hội nếu ông thiết lập cái mối tương quan tốt với Lazaro, nhưng mà ông không muốn. Chính như ông tạo ra cái hố ngăn cách, ông không thèm nhìn thấy Lazaro, không thèm nghe tiếng Lazaro than vãn. Và chúng ta biết đó, khi ông này đấy, ông ấy thừa sức cho Lazaro ăn uống mặc đấy, để chúng ta biết đó. Ông này đó, ngày ngày yến tiệc linh đình, mặc toàn gấm vóc lụa là ngày xưa thì ngày Tết được một cái tem phiếu vải đó, thì cả nhà mua được một cái quần tây với một cái áo đó. Nhà mà có mấy người mới chi cho ai đó, thì ra có khi lại phải giống như trừ đồng tử phải mặc chung thôi, hay ở nhà thì khỏi phải mặc. Thế thì ngày xưa túng như vậy, cho nên quần áo là cứ phải phá, thằng anh mặc chờ thằng anh lớn lên thì lại truyền cho thằng em, cứ thế là phá, bảo bao giờ không phá được nữa thôi. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy đâu có ai mặc quần áo phá nữa. Ngày nay chúng ta tuy không có giàu như cái ông nhà giàu kia đó, để đây không ai mặc áo phá là chỉ có mặc rách thôi. Rách thế tội nghiệp và Lazaro. Thế thì ngày nay đó chúng ta đó, hiện nay bây giờ chúng ta thấy quần áo rất là rẻ, chúng ta mặc một thời gian là chúng ta chán, chúng ta không bao giờ mặc cái rách đâu. Bây giờ mà không mặc có rách khó lắm,
Tức là nếu cái chất đống ở trong tủ ấy, chúng ta phải ai mà đến là xin cho người nghèo mừng lắm, đang muốn phước đi và chưa biết phước ở chỗ nào, có người đến xin. Đấy, chúng ta mà còn như thế, muốn một cái ông nhà giàu cơ thì quần áo để bao nhiêu cho nó hết. Chúng ta thấy ngày xưa khi mà người ta lật đổ cái ông tổng thống độc tài ở Philippines, ông Ferdinand Marcos, thì người ta dọn được cái tủ quần áo và giày dép của cái bà tổng thống Marcos thì đến mấy ngàn đôi giày, mấy ngàn đôi giày. Vậy nên chúng ta có ai mà sánh được bằng với bà Marcos? Đây là nhưng mà chúng ta ngày nay mà dùng chẳng giàu có rồi đâu, thế mà bây giờ quần áo đầy tràn, nó muốn vứt đi, tại vì tủ nó chật, các tủ thì có hạn thôi. Nhất là các bạn mà ở ký túc xá thì chẳng có chỗ mà để. Thế thì nói như vậy thôi là chúng ta mà còn thừa quần áo nữa, mà còn huống hồ là cái ông nhà giàu bây giờ cũng thừa biết bao nhiêu. Thế thì ông ấy chỉ cần nhìn thấy cái Lazaro này, ông thỉnh thoảng cho nó miếng vải là được rồi. Rồi chúng ta đó, ngày nay chúng ta bây giờ có người ta sợ béo nhưng ăn kiêng, ăn ít thôi, chay nhiều. Và ngày nay biết tại sao mà người ta thực hành lời Chúa mạnh quá, ai cũng ăn chay, không ai dám ăn gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy là bây giờ người ta, ngày xưa chúng ta sợ chúng ta không có thịt. Ông anh tôi đó là ông đi chạy giam cổ trời, ông về ông kể chuyện là có lần là cái mấy cái người tù ở trong cái trại đã ăn hết một bộ xương trâu, là ăn xong cái Tết năm đó là người ta thịt con trâu, thịt thì cho các quan ăn hết, còn bộ xương thì người ta cho lính canh ngục, lính nó cho vào nó hầm, nó ninh xong rồi nó vứt đi, vứt xương như thế là bọn tù nhặt về, lấy về đó. Rồi những cái xương sườn đó, nó còn tí nào thì khều ra ăn hết, xong rồi còn bộ xương thì buổi tối mùa đông nó rét, thế là cứ ngồi mà sưởi, xong cứ cho xương vào trong đống lửa đó, thế bắt đầu nó xém xém là đập ra, đập xong rồi lấy cái than nó ăn, tại vì thiếu thịt thiếu mỡ, thế là ăn cứ như vậy đó mà hết một bộ xương trâu. Thì thấy là túng thiếu. Còn ngày nay là chúng ta thấy sợ thịt là nhiều lắm. Các thầy ở đây mà ăn tới bữa thứ hai, thỉnh thoảng nhà là có nuôi lợn đó, thỉnh thoảng thịt mà thì ăn một bữa thôi, một bữa thứ hai là thấy ngán, không ăn được nữa. Thế thì chúng ta mà còn như thế, huống hồ cái ông nhà giàu cái ngày ngày yến tiệc với mình thì ăn sao rồi. Hồi tám nước và bát quốc liên quân và đánh Trung Quốc, đánh Trung Quốc vào năm 1900 đầu thế kỷ 20, 1910 đó, cách mạng Tân Hợi đó, thì bà Từ Hy Thái Hậu bà ấy đãi một bữa tiệc mà các cái ông tướng ở châu Âu là khiếp vía, bởi vì ăn đến 300 món, 300 món và món cầu kỳ. Thế thì chắc là người ta đưa những món mỗi người ăn một tí rồi để mà gọi là thưởng thức là 300 món rồi đấy. Thế thì đấy, nói về những người nhà giàu nó ăn làm sao cho nó hết. Chúng ta ăn bữa thịt thứ hai là ngán rồi, thế mà cái ông này á thì ngày ngày đến tiệc vui nhìn ăn xong hết, chứ thừa nhiều lắm. Thế mà nếu mà ông muốn cho Lazaro một cái thì cũng không có gì khó, nhưng mà tại vì không nhìn thấy đấy. Đây là một cái người ích kỷ mà Đức Thánh Cha nói đó. Ông ấy chả còn nhìn thấy ai, ông ấy mù, ông ấy điếc, ông ấy tâm, mình chỉ còn nhìn thấy mình thôi. Tại sao mình cứ cung phục cho mình, tôn mình lên, mình như thần thánh, mình như vua chúa, chả còn nhớ đến ai. Đó là cái tội của cái ông này. Thế ra, chính ông này thiết lập một cái hố thẳm giữa ông ấy và Lazaro. Cái này dễ vượt qua, ra mà khỏi cửa đến nó là gặp thôi, nhưng không chịu ra. Ngồi ở trong cái cung điện của mình, cái tháp nà của mình, đó là cái tội lỗi. Nhưng mà rồi khi ông về đời sau á, thì cái đó nó trở thành vô cùng. Cái vực thẳm hữu hạn ông ấy thiết lập là trần gian, đó là trở thành vô cùng ở nước trên đời sau. Đời này ông ấy có thể vượt qua được, nó không chịu vượt, cũng tạo ra cái đó.
Thành ra đời sau ông mới phải lãnh lấy cái hậu quả của nó, không còn vượt qua được nữa, đời sau là hết cái phương tiện, hết cơ hội rồi. Cho nên ông này đã sai lầm trong cái mối, thiết lập mối tương quan với tha nhân. Ông nghĩ là ông không cần đến tha nhân, bây giờ chết ông mới nghĩ là phải cần đến thì muộn quá rồi. Chúng ta trở lại cái bài sáng nay, đó là mối tương quan với tha nhân có từ thời A-dông E-và. Thế thì căn cứ vào cái mối tương quan đổ vỡ giữa A-dông và E-và, thì cái mối tương quan giữa nhà giàu và La-za-rô, chúng ta hãy ngừng một phút để nhìn vào cái mối tương quan chúng ta với tha nhân hiện nay như thế nào. Ngày nay người ta có một cái tương quan lệch lạc với tha nhân. Tức là tất cả những cái mối tương quan ngày nay đều được thiết lập ở trên cái lợi. Người ta đánh giá theo cái lợi. Thì người ta xếp hàng đầu, xếp đầu bảng đó là những ân nhân của chúng ta, những người làm lợi cho chúng ta. Đó, thì gọi là tha nhân lợi lộc. Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa ban tha nhân cho chúng ta như một món quà quý báu nhất. Ngay từ đầu Adam đã nhận ra tha nhân là hồng ân Chúa ban. Thế nhưng mà tội lỗi nó lại khiến cho tương quan tha nhân trở nên lệch lạc. Trong thời buổi kinh tế thị trường hưởng thụ thực dụng ngày nay, thì người ta thường đánh giá người khác qua cái lợi người ta mang lại cho chúng ta. Ân nhân thì đứng đầu bảng xếp hạng. Tha nhân quan trọng nhất và gần gũi nhất là những người giúp đỡ ta nhiều, đó là ân nhân của chúng ta. Đối với nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay không còn vấn đề ý thức hệ đấy, nhưng bạn lớn nhất của chúng ta là nước đầu tư nhiều, cho ta vay nhiều vốn nhất. Vì thế trên bảng xếp hạng bạn bè Trung Quốc và Bắc Hàn ngày nay là có hai nước còn lại theo xã hội chủ nghĩa, nhưng mà chúng ta chả coi là bạn lớn đâu, có khi được là nguy hiểm nữa. Thế thì với các tổ chức cá nhân, tổ chức và cá nhân cũng thế, người bạn tốt nhất là người bạn giúp đỡ chúng ta có được nhiều tài chính. Đó thế gọi là lợi nhuận. Đứng hàng kế tiếp, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, ai mang lại thu nhập cao thì người đấy là tha nhân gần gũi, cần quan tâm chăm sóc. Trong nền kinh tế, tha nhân là tài nguyên để chúng ta khai thác. Mình nhìn này, bây giờ là các bạn trẻ đi sau này ra làm chủ doanh nghiệp thì chúng ta phải làm sao mà trả lương thật rẻ để nó tăng lợi nhuận đó. Thì mình phải nhìn tha nhân đến chỗ vùng nào người ta nhân công rẻ thuê. Thế thì việc thuê mướn nhân công giá rẻ là một minh họa. Các hãng xưởng lớn di dời đến những nước có nhân công rẻ đó. Chẳng hạn như bây giờ Samsung người ta thấy kéo hết các nơi khác về Việt Nam. Đó, đầu tư ở Quế Võ rồi là ở Thái Nguyên, những nhà máy lớn đó, dự tính là hàng vạn công nhân đó. Thế công nhân Việt Nam rẻ thôi. Hàng may mặc như Nike, Adidas cũng thuê công nhân Việt Nam. Nhưng mà là với cái ông Đỗ Nam Châu thì làm sao họ muốn mang về Mỹ tất cả các cái hãng xưởng đó. Nhân công rẻ sẽ tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư và hãng xưởng sản xuất, giảm giá thành sẽ bán được nhiều hàng và tăng lợi nhuận. Tệ hơn nữa là những nhân công xuất khẩu lao động, nhất là lén lút nhập cảnh lậu. Đó, ta thấy tại Anh Quốc người ta mới người ta thấy có những người rơm đi trồng cỏ ở Anh mới phát đầu cái hạn cái chỗ lớn lắm. Những người này không có giấy tờ gì hết, làm việc trong những hầm kín không khác gì lao động khổ sai. Ở đây chúng ta thấy người ta nhìn tha nhân như một cái mối lợi, cái lợi nhuận. Trong kinh doanh, tha nhân là khách hàng đem lại thu nhập. Vì thế khách hàng trở thành thượng đế, vì thế có nghệ thuật bán hàng là bán được nhiều hàng. Có dịch vụ chăm sóc khách hàng là khách hàng được hài lòng. Có dịch vụ giao hàng tại nhà, có dịch vụ bảo hành. Bên Mỹ các cửa hàng cho ta đổi hàng, trả hàng dễ dàng. Có bán hàng trả góp, tất cả không phải vì khách hàng đâu, nhưng vì túi tiền của khách hàng. Và cuối cùng đó là vì lợi nhuận. Xét cho cùng, khách hàng trở thành thượng đế vì thượng đế ban phúc lành là lợi nhuận cho chủ hàng. Ở đây thì người ta đánh giá và làm thì người khác theo cái lợi nhuận người ta đem lại.
Trong chính trị, tha nhân là người ủng hộ bỏ phiếu làm cho chức quyền thêm vững mạnh, vì thế các đảng phái luôn tuyên truyền để tăng thêm đảng viên. Trong chế độ tự do thì người dân tự do tham gia các đảng phái tùy theo quan điểm chính kiến của mình. Tại các nước độc tài thì dân chỉ được tham gia một đảng phái nên bị ràng buộc, tất cả chỉ vì quyền lợi của đảng, không phải vì dân. Tha nhân trở thành công cụ phục vụ, có khi công cụ máy móc chả biết là mình làm cái gì. Đó, thế thì sau các thân nhân thì đến lợi nhuận, rồi sau các lợi nhuận thì đến khoái lạc. Có khoái lạc có thứ hạng cao trong thời đại đề cao hưởng dụng. Ở đó tha nhân được coi là người mang lại khoái lạc ở cấp cao, có văn chương thi phú ca nhạc, ở cấp trung có ăn uống du lịch tham quan, ở cấp thấp có bia ôm, cà phê ôm. Tha nhân bị liệt vào hạng hàng hóa để mua bán đổi trác, có khi còn là nạn nhân của những bệnh tật, ví dụ như thích hành hạ, thích chửi bậy. Đó. Thế thì đó người ta đến với coi tha nhân là những người mang lợi đến cho mình. Đó, thế đó là cái cao nhất. Rồi đến một cái loại tha nhân khác là tha nhân phiền nhiễu. Đó. Có những người thích sống chung với phiền cho mình. Có một loại tha nhân không đem lại lợi lộc, cũng chưa gây hại nhưng chỉ gây phiền nhiễu. Chúng ta thường gặp có những phiền nhiễu nặng, đó là những người quấy rầy chúng ta, quấy rầy và xin xỏ, đó là những người nghèo khổ lâm nạn kêu cầu ta cứu giúp, không giúp không được. Nhưng giúp mà ta cảm thấy bị phiền nhiễu, nhất là khi quá tải hay một người nhờ quá nhiều lần hay là nhiều người nhờ cùng một lúc. Phiền nhiễu mà không thể chối từ là có những người phiền nhiễu, chẳng hạn những người thân của chúng ta. Đó, đặc biệt khi đó là người thân của chúng ta, kể cả cha mẹ khi đau yếu nặng. Chẳng thế mà tại các nước phương Tây cha mẹ già không ở gia đình nhưng ở nhà dưỡng lão. Hiện nay ở các thành phố lớn tại Việt Nam, nhiều cha mẹ ở bệnh viện không được con cái chăm sóc vì con cái bận công việc làm ăn, họ thuê người chăm sóc cha mẹ, đó là những dịch vụ con dâu. Nhiều cha mẹ bị bỏ rơi vì bạc đãi, vì thất thủ. Có nhiều cha mẹ buồn phiền vì con cái tàn tật, dị tật, bệnh tật, đó là nhiều người. Cho nên vì thế mà nhiều người phá thai khi nghe ta nói là siêu âm và thấy cái thằng cái đứa này sinh ra là không có an toàn. Đó, thì tại sao ta phá thai? Đó là người ta nghĩ rằng cái thai nó sẽ gây phiền nhiễu cho mình. Rồi phiền nhiễu vì mất tại tiện, có những người chẳng liên hệ họ hàng máu mủ gì với ta, cũng chẳng phiền nhiễu ta điều gì, nhưng hiện diện họ khiến ta khó chịu, như anh Lazaro nằm trước cửa nhà ông phú hộ. Làm như họ chiếm mất không gian của chúng ta, làm cản trở lối đi của ta, làm cho ta cảm thấy không thoải mái. Vì nó như một lời chất vấn chúng ta, ta cảm thấy bất tiện, bước chân ta vương vướng, ánh mắt ta ngại ngùng, hơi thở ta nặng nề, bữa ăn không thấy ngon, tâm trạng không thoải mái. Tha nhân ta sợ hãi nhất chính là những người gây hại cho chúng ta. Thế mà cái người mà sau cùng đó là chúng ta thấy những người gây hại. Chắc chắn đây là những người mà chúng ta muốn tránh xa, những kẻ thù của chúng ta, những người muốn giết chúng ta, những người muốn làm hại ta. Hại thanh danh, hại sự nghiệp, hại tài sản, hại sức khỏe, hại mạng sống, hại thân nhân, hại gia đình. Mới đây có cái vụ ám sát của Kim Jong Nam, thì ông này chắc chắn là phải trốn xa, không dám về Hàn Quốc mà rồi đi ở nước ngoài vẫn bị chết. Có những người gây hại vì nghĩ rằng ta đã thế lực tình chống họ, thế là thế lực ngăn cản thế lực của họ do cạnh tranh quyền lực và quyền lợi. Như những nhà chính trị, kinh tế có khi cả văn học nghệ thuật cạnh tranh nhau về quyền lực và quyền lợi. Có những người gây hại vì cho rằng ta là đối thủ đe dọa quyền lực và quyền lợi của họ. Trong lý thuyết của Cộng sản thì người ta cũng coi tôn giáo là một đối thủ, bởi vì tôn giáo có cái sức mạnh tâm linh có thể quy tụ được con người, mà họ thì không muốn cho có một thế lực nào ngoài đảng có thể quy tụ. Chính vì thế mà họ coi tôn giáo đó là thù địch, phản động, chống cách mạng. Đó, thế thì chúng ta thấy hiện nay ở trong đời sống xã hội chúng ta có những cái tương quan lệch lạc với tha nhân như thế. Thế thì hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta phải xét mình lại. Những cái tương quan lệch lạc như thế không phải là ý Chúa. Ý Chúa muốn cho chúng ta biết tha nhân là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Tha nhân là hồng ân, đó là cái điều ông phú hộ này cảm nghiệm được. Nhưng mà ông cảm nghiệm được là khi ông chết rồi thì nó quá muộn rồi, không còn kịp nữa. Không kịp nữa. Đó. Thế ra ông mới biết là tha nhân là cần thiết. Ông biết mình cần đến tha nhân. Đó, dù ông giàu có, ông sang trọng nhưng vẫn phải cần đến tha nhân. Nhưng quá muộn rồi, chắc hẳn là bây giờ ông ân hận lắm, cho nên ông mới xin tổ của Abraham cho người về báo tin cho năm anh em.
và năm anh em cho nó khỏi xa vào cái chốn khổ cực này. Nếu xưa kia mà ông biết đón tiếp Lazaro, xây một cây cầu nối liền với thai nhân, cho Lazaro một bát cơm chén nước, thì nay ông sung sướng biết bao. Điều này được Chúa nói trong dụ ngôn ngày phán xét cuối cùng. Chúng ta nhớ lại cái ngày phán xét cuối cùng ở trong Matthew chương 25, câu 31, câu 46. Ngày phán xét cuối cùng, Chúa quy tụ tất cả mọi người về một nơi, lành thì bên phải, người giữ ở bên trái. Ở đây không nói lành giữ ở đây, chiên thì ở bên phải, dê thì ở bên trái. Nếu mà nói với người Ninh Bình đó là dê là người ác là không chịu đâu, thì nói một dê núi ngon lắm. Anh nhìn đây là cái quan điểm của dân du mục ở Trung Đông. Người ta chăn nuôi đó thì chiên rất là dễ nuôi, dễ lấy bạc, và nó hiền lành, nó không có phá phách và nó ngoan ngoãn vâng lời. Còn dê đó là hay phá phách, hay đi lang thang, không có bỏ hàng lối gì hết. Ôi thì Chúa nói với những người lành đó, hỡi những người cha ta chúc phúc, hãy vào hưởng hạnh phúc đó dành sẵn cho các ngươi từ thuở đời đời. Mấy người này hỏi, thế thì sao chúng con lại được như vậy? Vì xưa ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta mình trần các ngươi cho ta mặc, ta đau yếu tù đầy các ngươi thăm viếng. Lạy Chúa có chúng con làm sao thấy Chúa được như vậy đâu? Chúng con sống cách Chúa cả hơn 2.000 năm, không biết bao giờ con được gặp Chúa đâu. Mỗi lần các con làm điều ấy cho một người anh em bé nhỏ nhất là các con làm cho chính Thầy. Rồi quay sang bên trái, Chúa nói với những người giữ, hỡi những người bị trúc giữ, hãy vào lửa đời đời dành sẵn cho các ngươi. Ôi trời, chúng con có làm gì tội lỗi nhưng mà do Chúa phạt chúng con. Thế Phật khi xưa ta đói người không cho ta ăn, ta khát người không cho ta uống, ta bị trần người không cho ta mặc, ta đau yếu tù đầy người không thăm viếng. Và lại Chúa nói làm sao chúng con sống cách Chúa mấy ngàn năm sao mà gặp Chúa được. Mỗi lần các ngươi không làm điều đó cho một người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, đó là các ngươi không làm cho chính Thầy. Đó, thế thì cái mối tương quan với tha nhân nó quan trọng như vậy. Chúa ở trong tha nhân, đặc biệt là những người bé nhỏ, nghèo hèn. Và khi chúng ta có mối tương quan tốt đẹp với tha nhân thì tha nhân quả nhiên là một hồng ân cho chúng ta. Đây không nói về những cái hồng ân tức khắc, cái tâm lý, mà đây nói chúng ta nói về nước trời, vĩ cực. Thế thì khi chúng ta có mối tương quan tốt với một người ở trần gian này thì họ sẽ đưa chúng ta vào nước trời. Cho nên tha nhân là hồng ân Chúa ban. Từ chối tha nhân là từ chối chính Chúa. Đón tiếp tha nhân là đón tiếp chính Chúa, đặc biệt những người bé nhỏ nghèo hèn, những người không mang lại cho chúng ta lợi lộc vật chất. Đó, chúng ta đấy, ngày nay người ta có một cái tương quan lệch lạc, đó là người ta nhìn người khác bằng cái lợi, đánh giá người khác theo cái mối lợi người ta đem lại. Những người có thể phiền nhiễu chúng ta, nhưng đó lại là hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Những người đứng bên trái cũng giống như ông nhà giàu vừa hối tiếc vừa chối cãi, có bao giờ